Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dù quyết tâm nhưng liệu Việt Nam có thể dẫn độ được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Ngày 16 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt có bài "Quyết tâm dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn của Việt Nam". Bài báo cho biết các lãnh đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam hôm 16 tháng 8 khẳng định quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước. Ngay cả trong trường hợp Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp với các quốc gia mà đối tượng đó đang cư trú, bằng việc xét xử vắng mặt họ để làm cơ sở dẫn độ, rồi từ đó nghiên cứu ban hành án lệ áp dụng cho sau này. Đây là lời khẳng định của các lãnh đạo ban nội chính Trung ương đưa ra trong buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả phiên họp thứ 24 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hình ảnh bài trên VOA tiếng Việt. Việt Nam Net dẫn lời Phó Ban Nội Chính Trung ương Đặng Văn Dũng nói đây là điểm mới, nổi bật trong phòng chống tham nhũng là cơ sở dẫn độ tội phạm, nghiên cứu ban hành án lệ áp dụng trên cả nước về xét xử đối tượng bỏ trốn. Đồng thời bài báo cho hay, Phó trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nói quyết tâm truy bắt rất cao và quyết liệt của ban chỉ đạo và các cơ quan bảo vệ pháp luật không chỉ với trường hợp của bà Nhan, mà còn với tất cả các trường hợp bỏ trốn khác, theo tuổi trẻ tường thuật. Theo ông Yên, có một ước tiến mới là cả những đối tượng bỏ trốn cũng bị xét xử vắng mặt. Quy định của pháp luật Việt Nam cho phép làm việc đó, đối với tất cả các trường hợp có hành vi phạm tội, chứng cứ rõ, trốn đủ điều kiện thì có quyền xử, tuyên án. Đây là tiền đề để phục vụ cho truy bắt, theo ông Yên. Nếu người bỏ trốn chỉ là đối tượng truy nã, chưa có bản án thì rất khó khăn trong việc hợp tác tư pháp quốc tế. Nhưng khi bản án tuyên có hiệu lực thì anh là tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tham nhũng kinh tế thì thế giới này không có nước nào dung tha. Việt Nam Net dẫn lời ông Yên nói thêm. Trong trường hợp với những nước chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp, ông Yên cho biết Việt Nam sẽ thực hiện nguyên tắc có đi có lại chúng ta sẽ cố gắng quyết tâm và tôi tin rằng sẽ có kết quả, ông Yên nói. Bài báo cho biết thêm, lời khẳng định của các lãnh đạo Việt Nam được đưa ra sau khi tờ báo TAZ hôm 7 tháng 8 đưa tin cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã sang Đức được vài tháng nay và hiện đang sống tại một thành phố lớn của Đức. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch AIC. TAZ cho biết, Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị dẫn độ bà Nhàn, nhưng Sở Tư pháp Liên bang Đức đã bác công văn này. Theo TAZ, kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, tất cả các yêu cầu dẫn độ về Việt Nam theo nguyên tắc đều bị từ chối. Bộ Ngoại giao Đức được cho là cảnh cáo Việt Nam về những hành động bất hợp pháp tiếp theo. Chính phủ Liên bang Đức sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào của các quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ Đức. TAZ dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức viết Không rõ giới chức Việt Nam dựa trên cơ sở nào mà khẳng định sau khi xét xử vắng mặt thì quốc tế sẽ hỗ trợ dẫn độ. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ, quốc tế không tin vào sự minh bạch và công lý của nền tư pháp Việt Nam. Và tất nhiên họ sẽ không tin vào các bằng chứng mà các tòa án Việt Nam công bố để làm cơ sở cho bản án. Một khi đã không tin vào nền tư pháp Việt Nam, trên nguyên tắc căn bản của tố tụng hình sự và bảo vệ quyền con người sẽ khó có quốc gia nào hợp tác giao người khi họ nghi ngại có thể có bất công trong các bản án. Vẫn theo bài báo cho hay, trước đó bà Nhan được cho là đã trốn sang Nhật Bản rồi đến London, nơi con gái bà được cho là đang cư trú. Bà Nhan và bảy nhân viên đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế trong vụ án liên quan đến đấu thầu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Dù quyết tâm nhưng liệu Việt Nam có dẫn độ được bà Nguyễn Thị Thanh nhà Cộng đồng mạng nhận định về cổ phiếu VinFast ngày đầu lên sàn Ngày đầu lên sàn Nasdaq vào 15 tháng 8 Cổ phiếu VinFast mã VFS có lúc được giao dịch ở mức 38,77 đô la Tức là VinFast có market capitalization khoảng 90 tỷ đô. Giá trị vốn hóa này cao hơn cả của General Motors, Ford, BMW, Mercedes, Volkswagen và rất nhiều các startup xe điện khác ở Mỹ. Hình ảnh Facebooker Sony Chan bình luận về VinFast. Liệu điều này có nghĩa là VFS là hàng hot được người ta đón nhận, tranh nhau mua vì tin vào tương lai tươi sáng của xe điện Việt Nam hay không? Trong lúc báo Đảng hồ hởi đưa tin tuyên truyền rằng VinFast đạt vốn hóa hơn 85 tỷ USD vượt Ford General Motors, nhiều ý kiến trên mạng vạch trần sự thật trong vụ này. sonny Tran bình luận: VinFast đã vượt qua bao khó khăn thử thách bằng cách huy động mang đất xin để thế chấp đi vay, phát hành trái phiếu ba công nghệ mướn, năng lực thuê, nguồn gốc giếm, niềm yết lách, nhưng luôn hùng hục quyết tâm ba bằng cho bằng được, bằng mọi giá, bằng mọi cách. Phạm Nhật Vượng là không chấp nhận những điều bình thường. Nếu vì tiền thì ông đã không làm xe hơi rồi mà sẽ làm tàu vũ trụ. Nên ông cũng đã sáng tạo ra các thức niêm yết sàn Mỹ mới ở Việt Nam với ba tự, tự xử, tự định giá, tự sở hữu. Đồng thời Vượng là người đi tiên phong ở Việt Nam làm phao ở sàn Mỹ, và tận dụng tiền trong dân còn nhiều ở quê nhà. Con thuyền phao đã chính thức ra khơi bên Mỹ với giá open là 22 đô la. Dữ liệu từ Bloomberg cho ngày đầu tiên giao dịch của VFS chỉ cần volume 6.89 triệu là đẩy VinFast lên thành công ty có giá trị vốn hóa 85 tỷ Biden, vượt luôn cả BMW, Ford và GM. Lưu ý con số volume 6.89 triệu này có thể bị bơm thổi khi chỉ cần giao dịch từ túi trái qua túi phải. Ví dụ, túi trái mua 1 ngàn, túi phải bán 2 ngàn, túi trái lại mua 3 ngàn thì tổng volume là 6 ngàn. Lê Minh Huy đặt câu hỏi, tuy nhiên có điều lại là xe không bán được nhưng huy động vốn thì thành công. Có khi nào Mỹ cũng bị làm giá cổ phiếu như ở Việt Nam không nhỉ? Facebooker An Phạm thì phân tích, thứ nhất, Cần làm rõ luôn là VinFast không thể là công ty giá trị hơn BMW hay Mercedes. Thứ hai, khác với thị trường chứng khoán ở Việt Nam, nơi mà cần mất 2 ngày để hoàn tất một giao dịch T cộng 2, thì ở Mỹ giao dịch sẽ được ghi nhận ngay lập tức, có nghĩa là mua hay bán thì tiền chuyển đi ngay và lượng cổ phiếu trao tay cũng vậy. Hình ảnh ngày đầu tiên lên sàn giao dịch Nasdaq của VinFast. Thứ ba, giao dịch bán khống rất phổ biến, nếu người ta tin là giá một cổ phiếu sẽ xuống thấp, người ta có thể vay trước hàng môi giới một lượng cổ phiếu để bán trước số cổ phiếu đó rồi thu tiền về, khi giá xuống như người ta kỳ vọng thì mua lại để trả cho công ty môi giới. Nhờ có việc vay trả này mà người ta có thể bán cao, mua thấp dù không có cổ phiếu trong tay. Thứ tư, một số cổ phiếu không được người ta tin cậy có thể bị bán tống bán tháo khiến cho giá bị rơi mạnh. Tuy nhiên Bản chất của thị trường chứng khoán là một sàn cờ bạc hợp pháp nên sẽ luôn có một bên đánh cược vào hướng đi ngược lại. Mình thì nghĩ là trong vòng không tới 2 năm là VFS sẽ rơi sang Nasdaq do VinFast không có cửa nào để sản xuất hay bán xe điện ở Mỹ cả. Việc động thổ một nhà máy sản xuất xe điện là việc rất dễ dàng vì các địa phương ở Mỹ luôn hoan nghênh tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, làm thế tốt cho chính trị và việc bầu cử ở địa phương nhưng rủi ro kinh doanh cuối cùng vẫn phải do nhà đầu tư chịu. Để set up một nhà máy, có hai việc cực kỳ khó khăn, hoàn toàn không tương thích với văn hóa quản lý của Vin hay của Việt Nam. Thứ nhất, làm việc với nhà thầu xây dựng. Thứ hai, thuê công nhân và làm việc với công đoàn. Vin chắc chắn sẽ bị tắt ở cả hai khâu này và những thứ kiện cáo tập thể, những thứ đình công, lãng công, vân vân mà Vin không thể xử lý kiểu Việt Nam được sẽ khiến cho việc hoàn tất dự án bị trì hoãn hoặc chịu đội chi phí tới mức mà một công ty đang thua lỗ không chịu nổi phải dơ tay hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Cộng đồng mạng nhận định về cổ phiếu VinFast ngày đầu lên sàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề.